Xin chào các bạn. Ở cái video trước, ta đã tạo được một cái sự kiện Excel là Sheet Change Event, là sự kiện khi ta thay đổi một giá trị của ô Excel. Hôm nay ta sẽ tiếp tục tham khảo một số sự kiện của Excel. Ở đây tôi bắt đầu bằng sự kiện After Calculate Event, là sự kiện sau khi tính toán. Ở đây tôi test thử một hàm Matchbox sau tính toán. Và tôi chạy. Ở đây bạn nhập một giá trị bất kỳ, bạn Enter là Excel nó đã tính toán. Nó sẽ hiển thị thông báo sau khi tính toán cho chúng ta. Và cái sự kiện Sheet Change này nó sẽ thực hiện sau khi tính toán. Ok, các bạn đóng. Ở đây tôi để comment cái này. Và để comment phần địa chỉ ô. Và tôi chạy lại sự kiện tính toán. Các bạn thử nhập giá trị 3, Enter, đó, nó sẽ matchbox cái sau tính toán cho chúng ta. Vậy, tôi tùy chọn Option, và tôi đặt Formula thành Mono, rồi OK. Tôi nhập giá trị 5, Enter, nó không hiển thị gì. Rồi bằng 5, Enter, cũng không thể hiện gì. Khi chúng ta mở File, Option, Formula và chọn tính toán Automatic, đó, nó sẽ chạy cái sự kiện sau tính toán lại cho chúng ta.